cảnh gì em cảnh làm cho, để mẹ làm cái này cái coi. Điệu quá mi ơi, mệt quá à. Ủa mẹ không điệu mà. Ổn nói ăn cây bây giờ đi chỗ khác chưa? Đâu rồi? Hello mấy chị. Hello mấy cục vàng. Đi ra ngoài coi cho mẹ đi. Để anh Cảnh lấy cái băng keo kia đi, cái băng keo này nhỏ xíu à, làm không có được. Băng keo nào? Đẳng á. Hello con Ngọc Bích. Chia sẻ like vô đông đông nha. Vô đông đông đây rồi, thanh like nha mấy chị. Bốn người à. Vô đông đông rồi thanh like nha. Mẹ cũng điệu mà. Ờ. Nói nó điệu, nó nói mẹ cũng điệu. Trời ơi, nó điệu dữ lắm cưng ơi. Nó điệu dữ lắm. Chia sẻ like đi mấy cục vàng ơi, mới có bốn người thôi. Vô đông đông đi mấy cục vàng, chia sẻ like cho Thanh ha, chia sẻ chế độ công khai. Chia sẻ lên hội nhóm. Ngọc Bích ơi, bữa nay đồ bộ trời ơi tao nói nó đẹp con ơi, mà nó nhỏ, ý là nó rẻ nữa. Chai 10.000 hả? Thì phải gì nhớ một lần đây. Con uống chai đi, gì uống chai à? Con uống một chai đi. Vậy con bỏ vô tủ lạnh giùm gì đây? Sáu người rồi, vô đông đông đi mấy chị ơi. Hôm nay thanh like đồ bộ nha mấy chị. Đồ bộ rẻ, hồi chưa thanh like nhưng mà ít người coi quá. Tại vì chắc là mấy chị mắc đi làm á. Bây giờ tối rồi rảnh nè. 72kg hả? Trời ơi, tôi nói bữa nay là đồ này là đồ size bự không luôn. Vậy đi vô. Mẹ ơi. Rồi tới nàng này nữa. Mình làm nghĩ đẳng. Ôi da, trời. Chị cơ. Thôi. Mi làm gì không hả kìa? 5 người rồi, sụp rồi. Cảnh ơi, lấy cái kẹo cho nó Cảnh. Đây, đồ bự đây. Trời ơi, mấy bộ này mà 59.000 nó thiệt. 59.000 nó rẻ dữ lắm luôn á. Rất là rẻ luôn á. Dìm Thanh nha mấy chị ơi, nhấn thích trang nha, thích trang Thanh, trang fanpage của Thanh Lê, theo dõi trang fanpage của Thanh Lê nha mấy chục vàng nha. Từ đây trở ra sau là Thanh sẽ like cái trang này luôn rồi, cho nên là mấy chị nhấn thích và chia sẻ nha, thích và theo dõi, thích và theo dõi trang fanpage của Thanh Lê. Đây cái mấy cái này đẹp quá trời luôn nè Ngọc Bích. Chào fanpage nha, đây đó, cái mẫu đẹp chưa, rất là dễ thương luôn, vải xịn luôn nha mấy chị, vải rất là xịn luôn nha. Thanh sale cho mấy chị một bộ có 59.000 thôi đó, 59.000 mấy chị về mấy chị mặc thử, ok mấy chị đặt nữa nha.
Ok, mấy chị về mấy chị đặt nữa. Ở đây hình người mẫu mặc đây. Đó, đẹp chưa? Đó, hình mẫu mặc nè. Thấy không? Một bộ 59.000, bộ này là khoảng... Cái này chắc con mặc vừa á, Ngọc Bích ơi. Cái này con mặc vừa đó con, tại vì cái này dì Thanh mặc mới có phân nửa nè. Đó, chị dì Thanh mặc mới có phân nửa à. Cái này nó gấp đôi dì Thanh nè. Thấy chưa? Nó gấp đôi dì Thanh luôn nè, thấy chưa? Là bộ này là 70kg mặc vừa nè. 70kg mặc vừa đó nha. Rồi chị nào lấy Thanh bán mở hàng một bộ duy nhất. Một bộ duy nhất nha. Một bộ duy nhất bán mở hàng 50.000 ha. Một bộ duy nhất mở hàng 50.000 thôi. Đó, bộ màu xanh này mở hàng, bán mở hàng với mấy chị, mở hàng 50.000 luôn. Chị nào lấy một chị đầu like thôi nha, 59.000 là đã bán rẻ cho mấy chị rồi. Bây giờ bộ đầu tiên Thanh bán cho mấy chị 50.000 nha. Bộ đầu tiên bán cho mấy chị 50.000 thôi. Đó, rồi ok. Ok Fan Bi nè, bộ 50.000. Fan Bi lên dùm chị Thanh là bộ 50k đây ha. Lên số điện thoại dùm chị Thanh luôn. Hay là con cho nó ra con vũ con chơi với nó. 50.000 bộ Fan Bi lên cứu pháp dùm chị Thanh là bộ 50k kèm số điện thoại dùm Thanh ha. 50k kèm số điện thoại. Lên số điện thoại dùm Thanh luôn. Sushi sao không chơi với em, để em la làng gì Sushi? À Van Bi lại lấy. Rồi ok. Cảm chơi nha. Rồi Van Bi 50.000 lại lấy nè. À, con ra đó, bán mở hàng đó, bán mở hàng một bộ, một bộ đầu tiên thôi 50.000, còn tất cả còn lại là 59.000 nha mấy chị, tất cả còn lại là 59.000. đây con có nhiều màu lắm nha, nhiều màu lắm, nhiều màu lắm luôn. Đây bộ này là bộ bông nè, đó Thanh phô ra cho mấy chị coi kiểu là Thanh đưa hình cho mấy chị coi nè. Đó cái kiểu này nha, cái kiểu là hình người mẫu mặt vậy nè. Đây Thanh đưa gần cho mấy chị coi nè. Đó kiểu là nó vậy, còn cái bông này nó khác, nó mỗi kệ mỗi độ là mỗi bông khác nhau, nhưng mà cái kiểu là nó một kiểu thôi. Đó bộ này là bông, này là bông xanh nha mấy chị, bông xanh mặc nguyên một bộ lên rất là dễ thương luôn. Bông xanh chị nào lấy chốt cho Thanh là bông xanh 59k nha mấy chị, bông xanh 59k. Ê, bộ bông xanh 59k, bộ này là nói chung là từ 55-60kg đổ lên là mặc vừa ha, 70kg trở xuống là vừa luôn. Đó, chị nào lấy chốt kinh Thanh là bộ bông xanh nha, bông xanh. Bông xanh 59k kèm số điện thoại nha mấy chị. Chốt chùm Thanh là bông xanh 59k kèm số điện thoại dùm Thanh luôn. Đây bộ này là bộ bông xanh nè, 59k nha, bông xanh Thanh còn hai bộ. Rồi cái này là màu kem nha. Ở lộn, cái này là màu à, màu ruốc. Màu ruốc nha mấy chị, màu ruốc nha. Màu ruốc nè. Đây bộ màu ruốc nè, kiểu thì Thanh đưa cho mấy chị coi rồi ha. Đó, màu ruốc nè. Rồi bộ này là bộ màu tím sen. Màu tím sen nha, màu tím sen. Rồi cái này là màu xanh nè, xanh da trời nha, xanh da trời. Còn cái này là xanh đậu. Cái này là xanh đậu nha. Còn cái này là xanh ngọc. Xanh ngọc chị nào lấy chút âm thanh là xanh ngọc nha, 59.000 một bộ mấy chị. Bộ là 120-130 không mà bây giờ sale cho mấy chị 59.000 luôn. À, mấy chị thấy không, mặc rất là dễ thương. Mấy bộ bông bông này mặc ở nhà rồi á ha. À, mặc đi chợ gì cũng được nha. Form to nha mấy chị, cái này form to nha. Form này á là quần chín tấc. Cái này là quần lửng chín tấc nha, lửng chín tấc. Rồi 59.000, chị nào lấy chọn bông nào rồi chốt giùm Thanh luôn ha. Chọn bông nào rồi chốt giùm Thanh luôn.
Phạm Yến ơi, hồi sáng nhân viên gọi cho cưng rồi phải không? Nhân viên chốt đơn cho cưng rồi phải không? Nếu chốt rồi là gửi rồi đó cưng. Mi, một hồi hết cái giấy của mẹ luôn á. Đây rồi, bộ này là bộ tay lỡ nè. À, bộ tay lỡ, trời ơi, bộ này thích cưng quá mấy chị ơi. Bộ này rất là cưng luôn. Ai cưng quá trời luôn, cái màu lên nè. Em chuyển khoản hồi chiều. À, chị thấy có chị có nhận tiền chuyển khoản 300 ngàn. Vậy là chắc đi rồi đó cưng. Cái bộ này đẹp quá mấy chị ơi. Đây, mẫu đây, hình người mẫu mặc đây. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, bộ này là khoảng khoảng 60 kg nha. Bộ này là khoảng 60 kg đổ lại. Đó, 60 kg đổ lại nha. Đó, bộ này là 60 kg đổ lại. Thấy cưng quá trời bộ tiểu thư. Đó, chị nào lấy chút âm thanh là bộ tiểu thư nha. 60 kg đổ lại luôn. Đây, cái này là quần, này là quần chín tấc. Cái này là quần lửng chín tấc nha. À, áo von chị chưa có soạn ra cưng ơi. Áo von bữa nào chị soạn ra rồi chị mới like. Đó, chị nào lấy chút âm thanh luôn. Cái bộ này là bộ bông tím đi. Bộ bông tím nha. Bộ tiểu thư bông tím nè. Đó, rất là đẹp luôn. Con khóc nè mẹ. Sao con khóc vậy? Con khóc nè. Ừ, sao con khóc vậy? Đây, đừng đừng có bấm mẹ. Mẹ đang bán. Đừng có bấm. Xong mà đi mở máy lạnh rồi xong vô nhà chơi đi ra đây. Bước vô. Con cô Mi nè. Đi vô nha. Đi vô. Tôi xem TV hoài sao? Nó đâu giống vậy được không? Mà lưng cao nha. Rồi, cái bộ này thanh phô màu nha, phô màu nha mấy chị. Bộ này là bông, này là bông tím nha. Bông tím nè, thanh có bông xanh nè. Bông xanh. Rồi màu này là màu riêu nè, bông riêu. Rồi màu này là màu xanh dương. Đó, bông tím thanh còn 3 bộ. Màu xanh ngọc. Rồi sọc caro. Rồi màu tím sen. Còn 1 ngàn. Rồi sale 45 ngàn đi. 45 nó chạy. Trời ơi, cái đó mình mang về bữa mình bỏ không tiếc. Giá đôi kia 100 mấy rồi. Đó rồi, chị nào lấy chốt giùm anh luôn ha. 59 59. Ba đi.
Coi đi chị. Dạ đúng rồi. Cái này hả, cái này là không có size 70 kg, cái này không có size 70 kg nha. 70 kg là có mẫu khác. Đây, cái này là size 70 kg nè. Đây, size 70 kg. Cái này là vải đuổi sượt nha. Vải đuổi sượt nè, 70-75 kg vừa luôn á Phan Bi ơi. À, cái bộ này là 70-75 kg vừa nha. Bộ này là 70-75 kg vừa. Chị nào lấy chút tình thanh luôn ha. Nè. Đó, cái bông này mặt nhìn nó rất là dễ thương. 70-75 kg vừa nha. Bộ này là bộ màu cam. Bộ màu cam, cam sữa nha. Màu cam sữa. 70-75 kg đổ lại, 60 kg trở lên. Ai bự con thì lấy cái bộ này. Vải này là vải đuổi sượt nha mấy chị. Đuổi sượt là hàng xịn luôn á. Đây Thanh có màu cam sữa nha. Rồi cái này là màu vàng nè. Màu cam sữa với màu vàng. Có hai màu thôi, cái này có hai màu thôi ha. Đó, màu cam sữa với màu vàng thôi. Chị nào lấy chốt tình thanh luôn. 59. Bích Ngọc đã chia sẻ. Ok, chị cảm ơn Bích Ngọc nha. Mấy bộ này Thanh bán 59.000, rẻ quá trời mấy chị. Rẻ quá trời luôn. Nè con ơi, lấy em màu vàng. Ok, nay like này ha chị. Ừ, nay chị like, nay chị like quần áo. Nếu như mà có để coi tình hình sao, để chút nữa, tại chị cũng còn mớ dép, định like dép nữa. Nó không thấy cái bình luận luôn trời. Cảnh sao hết được rồi Cảnh? Nó không nhảy lên luôn Cảnh. Bên kia nó có lên không? Cô bắp mới đứt tiệt xuống cô bắp. Gầu. Rồi, ok em. Lấy đồ bộ này về bán đi. Lấy đồ bộ này về bán đi Quách tỷ tỷ. Đây còn cái bộ này là bộ bông. Bộ bông, cái này là vải, để em coi cái vải gì. Cảnh. Rồi bộ này là vải đuổi sượt nha. Đuổi sượt nha mấy chị, đuổi sượt nha. Đó, bộ này cũng là 70-75 kg vừa luôn. 70-75 kg vừa luôn. Bộ này là bộ bông màu đỏ.
bông đỏ nha, 70-75 kg, bộ bự chảng luôn mấy chị, bự chảng luôn mà vải đẹp nữa nha. Bộ này là bộ quần dài nha mấy chị, bộ quần dài 70-75 kg, chị nào lấy chốt giùm Thanh là bộ bông đỏ nha, bông đỏ 70-75 kg. Trời ơi, tổng này cái vải này đã dễ sợ không con. Ờ, cái này mà về đi, đi về dùng bán cả đã. Dì bảo đảm con 59 ngàn, nó gờ 1 phút 30 giây. Bông đỏ 59 ngàn, chị nào lấy chốt tình Thanh là bông đỏ 59 ngàn nha, 59k. Đây nói bảo 59k điệu điệu giống như Lâm Khánh Chi á, 59k mấy chị, 59k mấy chị. Rồi đây nè, bông này là màu ruốc nè. Đó, cái nãy là bông đỏ, đây là bông ruốc, để Thành mở ra cho mấy chị coi nha, mở ra mấy chị coi. Đắt quá ha, đắt. Đây cái này là màu ruốc nha mấy chị. Đó, 70-75 kg nha. Thanh qua cái trang này Thanh like là giống như là Thanh bắt đầu làm lại từ đầu á mấy chị. Đó, cho nên là mấy chị chia sẻ like mình Thanh đi, Thanh thương mấy chị nhiều. Thanh qua đây Thanh like bên cái trang fanpage là giống như là Thanh làm lại từ đầu. Bông đỏ ok, xóa hết, xóa hết. Lên số điện thoại giùm Thanh đi cục vàng ơi, lên số điện thoại giùm Thanh nha, 59 ngàn Thanh bao mấy chị luôn nha. Form to mà chất vải là đẹp nữa, to mà chất vải đẹp nữa nha. Xóa hết, lên số điện thoại giùm Thanh đi chị. Rồi bộ này là màu à, bộ Thanh đang cầm là màu màu ruốc nha mấy chị, màu ruốc. Form 75 kg đổ lại nha, 59 ngàn một bộ mấy chị ơi. Mấy chị đi ra ngoài chợ mấy chị mua hả, không bao giờ có giá này nha mấy chị. Thanh bán giá là giá sập sàn cho mấy chị luôn á. Rồi ok, chốt bông đỏ cho chị xóa hết nè. Rồi bộ này là màu ruốc nha mấy chị, màu ruốc nha. Chị Quỳnh Đan ơi, à, cái này mấy bộ này chị mặc vừa nè, mát, chất vải đẹp, đẹp dữ lắm luôn. Vải sượt, cái này là đuổi sượt nha, vải đuổi sượt nè. Nó bự nhưng mà cái kiểu nó là trẻ trung nữa, nó rất là dễ thương chứ không phải là sến xúa gì đâu nha. Đó, form bự nè, 70-75 kg, vừa 60 kg trở lên. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là màu ruốc nha. Cái này là hoa ruốc, hoa ruốc nha mấy chị. Màu này rất là sạch nha, màu này rất là sạch luôn, màu hoa ruốc. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là mã hoa ruốc, lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Hoa ruốc, số điện thoại, hoa ruốc, số điện thoại nha mấy chị. Đó, màu hoa ruốc nè. Rồi với màu bông đỏ nè nha, bông đỏ nè, 75 kg đổ lại nha mấy chị. Đây rồi, cái này là màu, này là màu nho, màu này là màu tím nho nha mấy chị, màu giống như màu đỏ đô vậy đó, màu tím nho. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là màu tím nho nha, màu tím nho. Có 59 ngàn thôi mấy chị. Đó, quần dài nè mấy chị, đẹp chưa, sang dữ lắm luôn. Cái vải này về mấy chị nhìn không thích thôi luôn á, cái vải này mấy chị không thích thôi luôn, bảo đảm luôn. Để Thanh ghim giá cái. Thanh bán cái này là giống như Thanh bán giá tặng cho mấy chị vậy đó, giống như bán giá tặng vậy đó mấy chị. Rồi bộ tím nho nè chị, chị xóa hết luôn nè. Cái bộ này có 3 màu nha mấy chị, có 3 màu nha. Có 3 màu, màu tím nho, màu bông đỏ với màu ruốc nha mấy chị, có 3 màu, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Cái này, lấy cây khác đi con, cây cây von nữa. Như có 3 kiểu 4 kiểu hả trời, mày lựa ra. Mấy chị chia sẻ like em Thanh với mấy chị. Đây bộ này là vải von nè, bộ này là vải von nha mấy chị. Đây, trời ơi nó đẹp, nó sang mấy chị ơi, nó đẹp, nó sang phải nói luôn nha mấy chị.
đẹp sang cực kỳ luôn. Ai chị nào lấy nữa nó cũng mò ra nữa. Con sumi này trời xíu nữa để đây ở ngoài nóng, đi vô nhà đi. Nghe không? Mẹ nói nghe không? Rồi, bộ này là bộ xanh lá nha mấy chị. Đây, bộ xanh lá nè. Đó, rất là đẹp luôn mấy chị. Ôi trời, mấy chị về mấy chị ghiền luôn mấy cái bộ đồ này. Đó, quần ống rộng nha, quần lửng chín tấc ống rộng. 59.000, bán giá là giá sale sập sàn cho mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh là bộ xanh lá nha. Bộ này cũng là 65-70kg luôn. Bộ này 65-70kg đổ lại luôn nha mấy chị. Cái này là bằng vải von nha. Von 2 lớp nha mấy chị, von 2 lớp. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh là bộ màu xanh lá. Xanh lá mình có màu xanh ngọc nè. Xanh lá mình có xanh ngọc nha. Rồi màu này là màu ngói nè. Màu ngói nha. Rồi màu xanh coban nè. Rồi màu đỏ nè. Rồi màu tím nho. Màu tím nho nha. Chị nào lấy chút mình Thanh. Có đồ tôn 63kg. Ái bùi đồ tôn 63kg có nha. Đồ tôn 63kg có. Bộ nào 60kg. Thô Nguyễn ơi, 60kg vừa nè. Bộ này là 60kg vừa nè. 60kg vừa nè nha. Mấy bộ này là 60kg vừa. 59.000 một bộ thôi. Cái này là từ 55kg tới 65-70kg vừa. Tùy theo chiều cao. Chứ không phải là người nào cũng vừa đâu nha. Ví dụ như có người thì cao 1m50, có người thì cao 1m55, có người cao 1m6, có người cao 1m65, có người cao 1m7. Cho nên là tùy theo chiều cao nha mấy chị. Đây, bộ này là Thanh phô lại màu nha. Màu này là màu tím nho nè. Với màu xanh là... một bộ 59.000 nha Đoàn Liên ơi. Đây, bộ này là màu đỏ nha, đỏ đô. Màu đỏ đô nè. Rồi màu xanh lá nè. Màu này là màu ngói nè. Màu xanh coban nè. Rồi màu xanh ngọc nè. 59.000 một bộ. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Mấy chị lên cú pháp màu kèm số điện thoại giùm Thanh luôn. Màu 59k kèm số điện thoại. Một bộ có 59.000. Bộ tôn 63kg hả? Đây, 63kg là mặc mấy bộ tôn này được nè. Đó, bộ này 63kg nè, màu nâu nha mấy chị. Màu nâu này là màu nâu gì trời. Màu này giống như là màu nho vậy đó ha. Đây, màu nâu đi mấy chị. Màu nâu nha, cái này là tôn nè, 60-70kg nè. 60-70kg vừa nè. Ái bùi ơi. Đó, cái này quần dài nha, quần dài nè. 60-70kg vừa. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh là màu nâu đi mấy chị. Gọi là màu nâu đi cho nó dễ. Màu nâu 65kg nha, 65kg, 70kg gì cũng vừa. Nha, 65-70kg gì cũng vừa hết trơn á, tùy theo chiều cao. Nó như cái chợ chẳng vậy. Xanh coban. Bộ đỏ, ok Đoàn Liên. Xanh coban nè, đỏ nè. Trời, cái bộ này gì đẹp quá trời con ơi. Rồi ok nâu ngọc bích nè. Rồi ok nâu ái bùi nè. Có vuốt không cái gì? Vậy đi ha. Vậy đi ha. Rồi nâu ái bùi nè. Rồi có vuốt không lại sao?
Đoàn Liên nè. Mấy cục vàng ơi, mấy cục vàng à. Mấy cục vàng cho Thanh số điện thoại đi, cho Thanh dễ chốt đơn ha. Mấy cục vàng cho Thanh số điện thoại đi, cho Thanh dễ chốt đơn. Thêm cái đại đi con ha. Hả? À, đúng rồi. Mấy chị lên số điện thoại giùm Thanh đi, cho nó dễ chốt đơn ha mấy chị. Đó, rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Đây, cái nâu đó Thanh còn màu này nữa nè. Đây, cái này là tôn nha mấy chị. Cái này là tôn Thái nè. Đây, bộ này là bộ màu ruốc nha, bộ màu ruốc nè. Bộ màu ruốc, chị nào lấy chốt giùm Thanh là bộ màu ruốc luôn. Nói chung là từ 60kg, 70kg là mặc vừa hết nha mấy chị, quần dài nè. Ở màu ruốc, chị nào lấy chốt ruốc giùm Thanh luôn. Ruốc 65, 70kg. Đây, màu ruốc nha mấy chị, đẹp lắm, giống như cái bộ màu nâu nè. Giống bộ màu nâu nè. Đó, bán ruốc không hả? Ruốc chút xíu đi. Ruốc chút xíu đi ha, giờ đang hứng lai đồ bộ rồi. Mọi bữa bán ruốc, bán dép thì mấy chị kiếm đồ quần áo. Bữa nay lai quần áo, mấy chị kiếm giày dép. Thôi bây giờ Thanh lai quần áo đi ha, rồi ruốc dép gì này chút xíu tính sau ha. Đơn của con mai gửi. Ok con. Rồi bộ này là bộ màu ruốc nha mấy chị. Mấy chị lên chốt giùm Thanh là ruốc kèm số điện thoại giùm Thanh ha. Ruốc kèm số điện thoại luôn. Rồi Thanh có màu đỏ nữa nè. Nói ngồi nó khát nước. Đây màu đỏ nữa nè, bông đỏ nè mấy chị. Bông đỏ nha. Trời ơi, khoái cái vải quá trời luôn con ha. Mặt nó mát nữa. Sọt vô cái nó trời đi. À, trời ơi, trời nó rộng nè má ơi. Có phần nửa gì vậy trời. Thanh giờ còn có 42kg mấy chị. Còn có 42kg thôi mấy chị. Hồi lúc mới đẻ 70kg mấy chị. Giờ còn có 42kg. Đây màu này là bông đỏ nha mấy chị. 70kg, 75kg cũng vừa luôn. Nói chung là chị nào cao là 75kg nha. 59.000. Hả? Không thấy gì. Mẹ nó giờ ai thấy. Rồi bông đỏ, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Cái này là cái gì đưa cái cây sọc mà dùm gì á. Để mặc cái bộ này. Cái bộ này đẹp. Xin với cô để được ốm hả? Trời ơi, cô chỉ tối ngày uống nước không, không có ăn uống gì đâu con ơi. Như hôm nay gì đâu ăn cơm đâu. Cái chiều lại mới ăn. Đó, trời ơi, nó đẹp. Ví dụ người nào ngay sai á ha. Mặt nó đẹp. Mẹ con mặc được á Cảnh. Trời ơi, nó đẹp nè, thấy chưa? Đẹp chưa mấy chị? Bóp nách, bóp eo lại. Trời ơi, nó đẹp. Mấy bộ này nó đẹp nha mấy chị. Đây, quần ống rộng nha. Quần ống rộng nha mấy chị. Mô đen mặc bỏ áo vô quần. Đây quần đây, áo đây. Rất là đẹp luôn. À, bộ này cũng 59.000 luôn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. 59.000 luôn nha mấy chị. Cái này là quần lửng chín tấc. Lửng chín tấc ống rộng nha mấy chị, lửng chín tấc ống rộng nha. Cái bộ này là 60kg là mặc, 60 65kg là mặc đẹp. 70kg là cao 1m6 trở lên á thì mới mặc vừa. Đó, bộ màu xanh ngọc nè. Chị nào mà trẻ trẻ mặc cái này nè. Màu xanh ngọc nha. Chị nào lấy chú mình Thanh là xanh ngọc. Rồi Thanh có màu này là màu cam nè. Màu cam ngói nè. Rồi màu xanh lá nè mấy chị. Màu xanh lá nha. Mấy màu này mặc trắng lắm. Màu tím nho nè. Đó Thanh có mấy màu này. Chị nào lấy chú mình Thanh luôn ha. Bộ von. Cái này là dạ, cái này là vải von nha mấy chị. Cái bộ này là vải von nha. Nó nói chừng nào mình suy nghĩ xong mình cho nó hay hả thằng ấy. Rồi phải gửi trang rồi cho nó, chắc cái trang là con kia nó đưa rồi.
Đây cái bộ sọc này dễ thương nè mấy chị. Giờ gì ốm quá gì mà thử mấy cái này đâu đẹp. Rộng quá. Đây bộ sọc nha, bộ sọc caro nè. Bộ sọc caro, chị nào lấy chút em Thanh là bộ sọc caro nha. À, bộ sọc caro này là 65kg đổ lại. 65kg đổ lại nha, bộ này là bộ chính tấc. Bộ lửng chính tấc nha, sọc caro. Sọc caro vàng. Chị nào cao là 70kg nha, cao là 70kg. À, cái này là vải KT nha mấy chị, KT xịn nha. KT xịn hàng trăm mấy chứ không phải là hàng mấy chục ngàn đâu nha, nhưng cái này là giá thanh sale cho mấy chị. Rồi bộ sọc vàng. Sọc caro vàng. Mấy chị chia sẻ mạnh tay lên Thanh nha mấy chị. Cảnh này. Con thấy mấy cái quần, ủa mấy quần đen hãy ít chỉnh con K2 rồi thấy cái gì xuống cây hai cây. Chứ like cái đồ bộ này không nó cũng chán nữa. Đồ ở chỗ nó nhiều lắm mấy chị ơi. Mà thảy xuống rồi làm biến để đưa lên lại. Hả? Đây bộ này bộ caro vàng nha, caro vàng. Sọc 59k ok Thơm Quỳnh. Thơm Quỳnh lên xuống gọi lại giùm Thanh đi Thơm Quỳnh ơi. Bữa hổm có cái gì đó Lê biết bao lâu cũng không mua ơi. Chị xả mất tiêu rồi. Rồi Thanh có bông hồng nữa nè. Bông hồng nha, bông hồng. Con còn màu khác không hả? Bây giờ hiện tại là Thanh thấy còn màu đó. Để chút xíu Thanh like tới nha. Chút xíu Thanh like tới nha. Thơm Quỳnh lên số điện thoại lại giùm chị Thanh nha cưng. Rồi bộ này là bộ bông hồng nha, giống như bộ sọc vậy đó, giống như bộ sọc nha. Thanh có bông màu hồng nè. Rồi bông màu xanh nè, bông xanh nè. Rồi cái này là xanh dương nè. Rồi sọc xanh nè, caro xanh nè. Bông này là bông xanh riêu nè. Rồi cái này là màu ruốc nè. Màu ruốc nha. Rồi màu xanh ngọc nè. Rồi cảm ơn Thơm Quỳnh. Hello em yêu. Rồi mấy chị ơi, mấy bộ này mấy chị mua về mấy chị mang đi nó đẹp dữ lắm luôn nha. Nó đẹp lắm luôn á mấy chị. Rồi chị nào lấy cái màu nào nữa thì chút em Thanh luôn nha. Đây màu này màu xanh bơ nè. Xanh bơ nha. Bộ chị mặc có bán nhiều màu lắm. Bộ chị mặc còn nhiều màu lắm. Hình như 160, ở 100 mấy, 150. Bộ chị mặc là 150 nha, 150 một bộ. Đây cái bộ sọc hồi nãy Thanh có bông đó mấy chị. Bông này là bông màu xanh bơ nè. Bông này là bông màu bông trắng nè. Rồi bông xanh nè, xanh da trời nè. Bông ruốc nè. Màu riêu nè. Sọc xanh nè. Rồi xanh dương nè. Xanh ngọc nè. Rồi màu hồng nè. Bộ chị là bộ quần đùi á, Xuyên Nguyễn ơi. Bộ chị là bộ đùi nha, 150 một bộ. Đó chị nào lấy chút mình Thanh luôn. Đường bữa nay nó vắng dữ trời. Vải KT nha cưng. Ủa quần K2 đâu? Hả? Cái này hả? Cô coi số điện thoại của hai bốn sáu tám mười. Cô coi số điện thoại của gì? À, cho lại hả? À số điện thoại cho lại Cảnh coi Cảnh. Mở cho em xem lại bộ đi chị. Ê bộ nè. Không, bộ chị là quần đùi nha. Bộ chị là quần đùi. Sửa lại. À bộ nè cưng. Đó,
bộ nha, bộ nè 59.000 một bộ. Bán rẻ mà mấy chị cũng mua thành biến lai mấy chị. Nè, đó 59.000 một bộ vải KT nha. KT này là KT xịn chứ không phải KT thường nha mấy chị nha. KT này là KT xịn. Đó 59.000 một bộ thôi. Bộ chị mặc là 150 nha Thoa Nguyễn ơi. Bộ chị mặc là 150. Đây Thanh có bông hồng này nha. Bông hồng này vô cái bọc gì không? Rồi phô lại nè, màu riêu nè, sọc xanh nè, xanh dương nè. Màu này màu màu xanh này xanh đậu đi. Xanh bơ nè. Bông trắng nè. Xanh ngọc nè. Màu rút. Đó mấy chị chốt giùm Thanh màu đi, kèm số điện thoại nha. Kèm số điện thoại giùm Thanh luôn. Uống cái này nó khác nước thêm đó Cảnh. Cảnh ngọt á. Rồi quần mấy chị, quần nha. Mà hồng thơm quỳnh. Phải kem thêm thì gì khỏi ghi nữa, không thêm gì phải ngồi gì chọt cái viết cho gì ghi nó khổ. Rồi cái này là cái quần này 35.000 mấy chị. Quần 35k, chị nào lấy chốt kèm Thanh là K2 35k nha mấy chị. Quần này là khoảng 65-70kg đổ lại nha. K2 35k mấy chị lên giùm Thanh là K2 35k nha mấy chị. Cái quần đen trơn nè mấy chị. Đó, K2. Trời ơi, ghét ai gọi vô số này vậy trời. À gì hả? Con nghe đi con. Đây, nói đang like rồi. K2 này nha, K2 35.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Quần K2 35.000. Mấy chị lên giùm Thanh là K2 35k nha mấy chị. K2 35k. Tên gì? Đây quần K2 35.000 một cái. Để gì ấy bên cá nhân còn tứ. Vì cứ tưởng đâu bên cá nhân vẫn ấy được. Bên cá nhân không ấy được hả? Là hai máy. Hai máy nó không in được. Nó không in ghi tay hả? K2 35k ok Xuyên Nguyễn. Đó, mấy chị cứ chốt như vậy đi là Thanh khỏi lấy cái viết Thanh ghi. Thanh in máy ra rồi, in biên lai ra rồi bỏ vô thôi. Đó, rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh là K2 35k giùm Thanh đi ha. Rồi K2 35k ok chị Kim Phượng Đoàn. Chị nào chốt bao số lượng bao nhiêu cái thì lên số lượng luôn nha. Quần K2 35.000 một cái nha mấy chị. Rồi chị nào còn lấy K2 nữa thì chốt giùm Thanh là K2 35k nha. Chị nào chưa cho số điện thoại thì cho Thanh số điện thoại nha. Rồi có chị nào lấy quần K2 nữa không? Quần K2 35.000 rồi bán giá sale cho mấy chị á. Rồi cái này là quần lửng. Quần lửng nha mấy chị, quần lửng thể thao 70kg đổ lại luôn. 35.000 luôn, mấy chị chốt giùm Thanh là lửng 35k. Đó mấy chị chốt giùm Thanh là lửng 35k 70kg đổ lại luôn nha mấy chị. 70kg đổ lại. Lên giùm Thanh là lửng 35k nha mấy chị. Rồi cái quần chín tấc. Chín tấc Thanh cũng còn một cái luôn. Đây quần chín tấc Thanh còn một cái nha mấy chị. Chín tấc Thanh cũng sale cho mấy chị 35k luôn. Mấy chị lên giùm Thanh là chín tấc 35k nha mấy chị. Chín tấc 35k. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn chín tấc 35k.
Rồi cái này à. Ủa cái cây quần này là lấy ở đâu trời, đừng có nói lộn cái cây quần hàng hàng xịn đó. Sao nó dày dữ trời. Rồi chị nào lấy cái gì nữa thì chốt giùm Thanh đi ha. Lửng 35, chính tắc 35, ok chị. Chị Quỳnh đang si. Chị Quỳnh đang si ơi, mấy cái đồ bộ đó nó mấy cái đồ bộ đó nó rẻ quá trời luôn, đẹp sao chị Quỳnh đang không lấy ta. Không mua. Hàng em đi cái gì em chưa đi phải không? Ừ, hàng cưng chưa có đi nha, hàng cưng chưa có đi. Rồi vậy là Thanh còn quần K2 nha mấy chị. Quần K2 Thanh còn nha. Chị nào lấy chốt cùng Thanh là K2 nha. K2 35.000. Đây mấy chị cái quần K2 nè. Đó, quần K2 35.000 nha. 70 kg đổ lại nha mấy chị. 70 kg đổ lại, chị nào lấy chốt cùng Thanh là quần K2. Rồi còn này là quần lưng chữ mấy chị. Quần lưng chữ nha, quần lưng chữ Thanh sale cho mấy chị 45k. 45k nha. Đây, cái quần này Thanh sale 45.000 là rẻ sập sàn luôn mấy chị. 45.000, 55 60 kg đổ lại. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là quần lưng chữ 45k nha, chữ 45k, lên cú pháp giùm Thanh là chữ 45k nha mấy chị, lưng chữ nè. Lưng chữ nha mấy chị. À, một hộp body cho chị. Dạ, bữa em quên. Bữa em quên á. Ok chị Quỳnh đang. Còn cái nào không ta? Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh là quần lưng chữ nha. Lưng chữ 35.000. Ê 45.000, lộn. Chữ 45k, ok Xuyên Nguyễn. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh là chữ 45 nha, chữ 45. Đây chữ Thanh có nhiều à. Lưng chữ là Thanh có nhiều hình lắm nha mấy chị. Đó, lưng chữ là Thanh có nhiều hình lắm. Đây. Nè. Đó, cái lưng nó có nhiều chữ lắm nha. Mỗi cái quần là mỗi cái chữ khác nhau. Đó, chị nào lấy chốt tiền Thanh luôn, 45.000 một cái. Đó, vải cũng dày đẹp nha mấy chị. Chị nào lấy chốt tình Thanh luôn, chữ lưng chữ 45k nha mấy chị. Lưng chữ 45k. Ở chợ nó còn cái gì nữa không ta? Còn cái gì sale nữa. Giờ đâu có leo lên chợ được. Ok em. Chắc ngày mai chị đi đơn em á. Rồi chị nào lấy chốt tình Thanh là chữ nha. Đánh sao con khui mấy cái này, đánh bom khui mấy cái đó. Cái đó là cái cục đó là cái nhĩ cẩm. Chai lăng chị sale 45 nè, lưng chữ 45, ok vui nè. Chai chị lăng 45.000. Chai lăng chị like còn hay chưng. Vui hình như lại lấy phải không? Rồi ok vui lại lấy chữ 45k nè. Đây chai lăng nè cưng. Chai lăng 45.000. Rồi cái này là bông tắm nè. Cái bông tắm này Thanh còn 2 cái. Còn 2 cái Thanh sale cho mấy chị luôn, một cái 5.000. Đây nè cưng, cái chai lăng nè cưng, chai lăng 45.000. Đó, chai lăng 45.000 nè, cưng lấy chai lăng thì chốt giùm chị là lăng 45k nha. Lấy lăng thì chốt giùm chị là lăng 45k. Ok em. Rồi cái này là sữa tắm mấy chị. Sữa tắm một chai 50.000. Sữa tắm dê một chai bự chản luôn nha mấy chị. Sữa tắm dê Thanh sale cho mấy chị 50.000. R
Rồi gọi xả bưởi. Gọi xả bưởi 150. Một cái bông tắm, ok, cưng một cái bông tắm thì cưng lên giá tiền giùm chị luôn nha. Đó, lên giá tiền để chị Thanh chốt nó in ra giá tiền luôn để mất công Thanh khỏi cái cầm viết ghi nữa. Rồi, bông tắm. Rồi, bông tắm Xuyên Nguyễn luôn nè. Cái gì? Không. Rồi, có lấy chai lăn nách không, Kim Quỳnh? Chai lăn nách cưng có lấy không? Đây, cặp gội xả bưởi 150. Cặp gội xả bưởi 150 nha mấy chị. Bông tắm 5k chị lấy cho Xuyên Nguyễn rồi. Cặp gội xả bưởi 150. Nè, cái chai lăn nách nè, 45.000 nè. Một sữa tắm, một lăn, ok Kim Phượng. Một sữa tắm 50.000. Nè con. Một lăn ok Chinh Quỳnh, một lăn 45.000. Cái lăn này nó hay dữ lắm nha mấy chị. Cái lăn này rất là hay luôn. Hôm qua chị không gửi kính. Ủa không có gửi kính hả? Đẹp cao. Đẹp cao hình như là có. Ủa gì hả? Vậy là bị sót lại. Thôi đẹp cao ơi, đơn này chị Thanh gửi kính cho Kiên cưng ha. Gửi kính cho Kiên. Đơn này chị Thanh gửi kính cho cưng nha. Yên tâm đi, đơn sau chị gửi cho nha. Rồi lăn nách chị Thanh còn có mấy chai thôi mấy chị. Lăn nách này là ngay đợt khuyến mãi mới có nha. Ngay đợt khuyến mãi mới có, kèm theo cho mình một cái chai đặc trị mùi hôi, khử mùi hôi nè. Chứ còn bình thường là không có nha. Ở Thanh còn có 4 chai thôi. Phải không ta, còn 4 chai hả? Còn có 4 chai thôi, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Một chai có 45.000. Đây lăn nè. Đó, một chai lăn nách 45.000. Cái chai này bình thường là, cái chai này là 50.000 một chai nè mấy chị. Bình thường một chai không vậy là 50.000 nè. Không có tặng cái này. Có quần kaki bé gái không hả? Quần kaki bé gái bao nhiêu tuổi? Đó, bình thường là cái chai lăn này không có tặng cái này. Hôm nay là nó có cái chương trình khuyến mãi cho nó tặng cho mình một cái chai đặc trị khử mùi hôi luôn nè mấy chị. Chai này chai serum mình xức ngay nách á. Nó sẽ khử mùi hôi, trị mùi hôi cho mình, cái chai xanh xanh này nè. Nó là giống như dạng nước serum gì đó mấy chị. Đó, có 45.000, hôm nay là có chương trình khuyến mãi cho nên là nó còn có giá 45.000 thôi mấy chị. Đó, còn có 4 chai thôi, chị nào lấy thì tranh thủ lấy đi ha. Lăn này rất là thơm. Lăn này là rất là thơm nha mấy chị, 45.000. Quần kaki 9 tuổi hả, 9 tuổi chị Thanh không biết còn không nữa. Rồi, cặp dầu gội xả bưởi Thanh còn đúng có một cặp thôi. 150 nha mấy chị. Em có áo lót size lớn. À, áo ngực có hả chị? Áo ngực size lớn em có nha. Em có với em có cái nối nữa. Chị lấy cho em chưa? Chị lấy cho Trinh Quỳnh rồi nha, chị lấy cho cưng rồi. Em có cái mà để nối dây áo nữa chị. Đây rồi, cái này cặp gội xả bưởi 150 nha mấy chị. 150, chị nào lấy chốt giùm Thanh là gội xả bưởi 150 luôn. Rồi cái này là chai sữa tắm Livi 70.000. Sữa tắm Livi 70.000 một chai nha mấy chị. 70.000 một chai nè, sữa tắm Livi. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là Livi, sữa tắm Livi 70.000. Livi là rất là thơm luôn á. Rồi còn cái này thì bàn chải với kem đánh răng của bé. Một combo vậy là 2 3 sản phẩm gì nè, có 39.000 mấy chị. Đó, một sản phẩm vậy, một combo vậy là có 39.000 thôi mấy chị. Đó, mấy chị mua cái này là kem đánh răng này dành cho bé nè. À, cái này là hương dâu. Bé đánh bé có thể nuốt được luôn nha mấy chị, có thể nuốt được luôn. Đó, một combo vậy là gồm 3 sản phẩm vậy nè. Cái này là cái chân của bàn chải nó có cái cục, có cái hít nha mấy chị. Hít đứng được nha. Đó, thêm cái đồng hồ nữa nè.
bàn chải rất là mềm. Combo này 39.000, mấy chị chốt giùm Thanh là combo 39k nha mấy chị. Lên cú pháp giùm Thanh là combo 39k. Đó, cái này là tặng cái đồng hồ nha. Còn cái này là chiếc xe nè. Đó, tặng chiếc xe nè. Còn cái này là tặng con cúp bê nè. Đó, cái này là tặng cúp bê nè. Mấy chị lấy cái nào thì mấy chị chốt cái đó nha. Ví dụ như mấy chị lấy cúp bê thì mấy chị lên là cúp bê 39k. Đó, còn mấy chị lấy chiếc xe thì mấy chị lên là xe 39k. Còn mấy chị lấy đồng hồ thì mấy chị lên là đồng hồ 39k. Áo ngực size bự lấy cho con. Bự. Giờ thường là chị mặc size mấy chị Quỳnh Đan ơi, để em lấy cho. Chị mặc size mấy để em lấy. Lấy cho dễ. 40 bốn mấy gì em cũng có, 45 48 gì em cũng có hết. Đó, và combo bằng chải đánh răng nha mấy chị, bằng chải với kem đánh răng luôn có 39.000 thôi. Rồi, cái này là bộ thể thao nè. Bộ thể thao nha, bộ thể thao thanh xeo. Đây đây cái hộp kem body nè mấy chị. Kem body nè, thanh xeo cho mấy chị có 45.000 thôi nè. Kem này là kem body kích trắng nha, 48 con à, số 48. Đây nè chị. Đây chị Quỳnh Đan, em có loại này nè. Đó loại này. Cái này 130 chị ơi, 130 nha. Đó 130 một cái. Đây 130 một cái, em có màu màu kem nè. Rồi cái này là màu nâu nè. Màu nâu nè. Rồi em còn có hai màu à. Em còn có hai màu à chị. Cái này là cái này mỏng nha mấy chị, không có dày nha. Cái này là cái mút mỏng chứ không phải mút dày. Đó. Em có loại này 130. Rồi bộ thể thao nha. Bộ thể thao thanh sale cho mấy chị 35.000. Kem 45k ok Hoàng Đông. Đặng Hoàng Đông. Rồi chị nào lấy cái gì nữa thì chốt giùm Thanh luôn ha. Đây cái này là kem body nè. Kem body 45.000, trắng cái này là kem này là kem thẩm mỹ viện nha mấy chị. Kem cao cấp thẩm mỹ viện 45.000 một hũ nha. 45.000 một hũ, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, Thanh còn có mấy hũ à. Còn có mấy hũ Thanh sale cho nó hết luôn á. Đó. Đó chị nào lấy chốt giùm Thanh là kem 45k kèm số điện thoại nha mấy chị. À, chị lấy màu kem 130 ok chị yêu nè. Kem 130 chị Quỳnh Đan si nè. Đơn này em miễn ship cho chị Quỳnh Đan nha. Đó, cục vàng của em lúc nào cũng chia sẻ cho em hết trơn, không mua cũng chia sẻ nữa. Thương chị có nhiêu á. Rồi bộ này là 35.000 nha mấy chị. 35.000 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, bộ màu đỏ. Bộ này là 45 kg đổ lại nha mấy chị. 40-45 kg đổ lại. Bộ thể thao bé trai. Sale cho mấy chị luôn 35.000. Lên giùm Thanh là đỏ 35k. Mấy chị lên giùm Thanh là mã đỏ 35k nha mấy chị. Đây đỏ 35k bộ thể thao nha. Cái miệng nó nổi lẹn mình má nói đau không chết luôn nữa. Rồi chị nào lấy chút giùm Thanh luôn ha. Đỏ 35k nha mấy chị. Son môi đi con, đưa mấy cái son môi đi. Đây mấy chị ơi, nước hoa bùng kính. Đây nước hoa bùng kính mấy chị. Nước hoa bùng kính Thanh sale cho mấy chị 4 chai 50.000, Thanh bán 1 chai. Highlight em chia sẻ được tặng. Tặng cái gì? Tặng serum tóc với mắt kính. Mai bỏ vô cho em. Ok em, có hết trơn á, yên tâm đi. Đây cái này nước hoa bùng kính nha mấy chị. Nha mấy chị ơi, nước hoa bùng kính này là ai cũng sử dụng được hết trơn mấy chị. Nói chung phụ nữ là phải thơm tho mấy chị nha. Cái nước hoa bùng kính này mình có thể cho em một hũ kem như Huyền lên số điện thoại luôn ha. Lên cú pháp giùm Thanh là kem 45k kèm số điện thoại thì Thanh mới lên đơn thành công nha mấy chị.
đó, mấy chị chốt cái gì mua cái gì là mấy chị phải chốt đúng cú pháp thì Thanh mới lên đơn thành công được. À, như Huyền là lên giùm Thanh là kem 45k kèm số điện thoại giùm Thanh ha. Cái nước hoa vùng kính này mấy chị có thể xức tay nè, xức ngay tay nè, xức ngay sau hai cái gáy tay nè mấy chị, thơm lắm đó, thơm lắm nha mấy chị nha. Nếu mình xức ngay cái quần lót á mấy chị đó, rất là thơm tho sạch sẽ, phụ nữ thơm tho sạch sẽ là ok. Đó, có người người ta không xức ngay cái quần lót mà ta xức ở trên quần áo của người ta cũng được nữa, cái mùi rất là thơm. Đây kem đây đó, lại kem thì chốt kem 45k kèm số điện thoại nha. Lên mã là kem 45k kèm số điện thoại, kem body, kem thẩm mỹ viện nha mấy chị, kem thẩm mỹ viện á. À, chị nào lấy kem thì chốt mã kem 45k kèm số điện thoại. Còn chị nào lấy vùng kính thì chốt âm thanh là vùng kính 50k nha mấy chị. À, mấy chị chốt âm thanh là vùng kính 50k nha mấy chị. Rồi nước hoa ok Hoàng Đông. Ở mấy chị lên vậy là chốt đơn thành công nha mấy chị. Rồi chốt cho Hoàng Đông nè. Rồi chị nào chốt vùng kính còn bệnh còn 4 không? Còn 3. Đâu có anh trai kìa. À con ấy nó lấy anh trai, con tiền lấy anh trai. Rồi cái này là son môi mấy chị. Son môi nha mấy chị ơi, son môi Thanh sale cho mấy chị luôn. Cái cây này 100 mấy nè mấy chị. Cái này còn mấy cây? Còn ở trong đó không? Coi còn cái này nữa không? Nhiều khi chắc lộn xộn đó con. Đây son môi Thanh sale cho mấy chị luôn. Son môi Thanh sale cho mấy chị nha mấy chị. Sale cho mấy chị giá 35k. Kẻ mày hả? Kẻ mày chị có nha. Đây son mấy chị ơi, son này một cây 100 mấy mấy chị. Đó, Thanh sale cho mấy chị luôn. Xúc không thấy. Cái này Thanh lỡ Thanh xúc nhiều quá mấy chị. Thanh lỡ xúc nhiều quá. À, lên cái son cái mặt nó tươi liền đó mấy chị. Lên son cái mặt nó tươi liền đó mấy chị. Son 35k mấy chị chốt giùm Thanh là son 35k nha mấy chị. Chốt giùm Thanh là son 35k. Có 35.000 thôi mấy chị nha. Mấy chị ơi cái này Thanh có đăng bài đó. Cái này là hàng này là son này là son của Khánh Thi. Nghe người mẫu Khánh Thi. Người mẫu Khánh Thi quảng cáo nha. Chị có bán đồ không chị? Bán đồ gì em? Chị đang bán đồ nè. Chị đang bán đồ nè cưng. Em hỏi kem rồi em có mua kem không? Rồi ok son nè Hoàng Đông nè 35k. Chốt son cho Hoàng Đông 35k nè. Rồi chị nào lấy chốt son giùm Thanh luôn ha. Son Thanh còn có mấy cây thôi mấy chị. Son còn 2, 4, 6, 7 cây thôi. À, có tặng gì không? Mua nhiều Thanh tặng cái mắt kiến nha. Mua nhiều Thanh sẽ tặng cái mắt kiến đeo nha, cái mắt kiến đeo nha mấy chị. Son 35k. À đồ bộ hả? Đồ bộ thì em có mua thì em đợi xíu đi. Chị đồ bộ hồi nãy chị có like rồi, chút xíu nữa có like thì chị quay lại. Đó bộ cái son là 35.000 nha mấy chị. 35.000 Thanh sale cho mấy chị, Thanh còn 7 cây Thanh sale cho mấy chị luôn á. Đó chị nào lấy chút em Thanh là son nha mấy chị, son 35k một cây, son này là một cây 100 mấy. Rồi ok một son nè. Kim Phượng Đoàn ơi, chị lên cú pháp đúng giùm Thanh ha. Đó mấy chị lên cú pháp đúng thì Thanh mới chốt đơn được. Còn mấy chị lên không đúng là Thanh phải cầm cái giấy, Thanh phải ghi giá tiền vô nè mấy chị. Đó. Nó cực khổ lắm. Đó mấy chị chốt là mấy chị chốt giá tiền rồi luôn như Thanh nói vậy đó thì Thanh khỏe xíu nha. Rồi chị nào lấy nữa chốt giùm Thanh luôn ha, son 35k. À, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, còn có mấy cây nữa là hết rồi mấy chị. Còn có mấy cây nữa là hết rồi. Đây, cái son là Thanh xuất lên môi nè, cái màu lên nó tươi đẹp như mấy chị nha. Son màu gì? Đây màu chị đang xuất nè, cái mỏ chị, nhìn mỏ chị đi cưng. Nhìn mỏ chị đi. Đó, một cây này là 100 mấy nè. Cây này là 100 mấy nha mấy chị. Nha, 100 mấy một cây chứ không phải là rẻ đâu nha. Đó, son này là người mẫu Khánh Thi là hình như là nhà tài trợ hay là nhà phân phối gì đó Thanh cũng không biết nữa. Ở Thanh còn có mấy cây thôi, sale cho nó hết luôn á mấy chị.
sale cho hết luôn á, có 35.000 thôi. Đó, chị nào lấy chốt Kim Thanh là son 35k nha. Son 35k. Rồi. Cái này là nước hoa mấy chị. Nước hoa Blue Chanel. Nước hoa Blue Chanel Thanh Seo. Bông tắm nãy hết rồi. Bông tắm nãy hết rồi, cưng còn hai cái à. Hai cái khách chốt hết rồi. Đây nước hoa, nước hoa này Thanh Seo cho mấy chị luôn, một chai, hai chai vậy là ba chai, thôi hai chai đi. Một chai 25.000. Đó, một chai 25.000. Chị nào lấy chốt Kim Thanh là nước hoa Blue Chanel. Cái này là nam nữ gì cũng xài được nghe. Cái hình là hình con trai vậy thôi, nhưng mà nam nữ đều xài được. Đó, mấy chị thử một chai về mấy chị xài đi, ghiền mấy chị mua thêm ha. Ghiền mấy chị mua thêm nha mấy chị. Cái chai nước hoa Blue Chanel mấy chị đi làm hoặc đi chơi, đi đám, đi tiệc, mấy chị có thể mang theo, mấy chị bỏ trong cái túi sách. Tại vì cái chai nó nhỏ, nó rất là tiện nha. Cái chai nhỏ rất là tiện mấy chị. Chai này là 35.000 nhưng mà Thanh Seo cho mấy chị có 25.000 thôi. Đây cái chai nó vậy nè. Chanel Blue nha mấy chị, Blue Chanel. Ở một chai Thanh Seo cho mấy chị có 25.000 thôi. Chai này bình thường Thanh bán 35.000. Ở Thanh Seo cho mấy chị 25.000 thôi. Mấy chị có thể bỏ túi sách, bỏ vỏ sách mang theo để cái lúc nào á mình cảm thấy mình cần sử dụng á, mình lấy mình xịt nha mấy chị. Ở cái này rất là tiện luôn. Cái hộp nó vậy nhưng mà cái chai ở trong nó nhỏ mà nó dài nha. 25.000. Nước hoa Thanh Seo cho mấy chị 25.000 một chai luôn. Chị nào lấy chốt Kim Thanh là nước hoa 25k. Lên giùm Thanh là nước hoa 25k nha. Chốt Kim Thanh là mã nước hoa 25k. Rồi còn cái này là muối bò. Muối bò nha, muối bò Thanh Seo cho mấy chị luôn, một bọc về 25.000. Muối bò nha, muối bò tắm trắng nha mấy chị. Muối bò tắm trắng một bọc 25.000, chị nào lấy chốt Kim Thanh là muối bò 25k. Lên giùm Thanh là muối bò 25k nha mấy chị. Cái này tắm là trắng nha mấy chị ơi. Cái muối bò này là tắm là trắng nha, mấy chị có thể tắm hàng ngày luôn á. Nó dạng giống như muối gì đó mấy chị. Đó, mỗi lần mấy chị trước khi tắm á, mấy chị làm ướt cơ thể xong rồi mấy chị chà lên trên cái da của mình á là nó sẽ tẩy tẩy trắng cái da mình đó mấy chị. Rất là đã, xài rất là ghiền nha. Một chai một bịch vậy là Thanh Seo cho mấy chị 25.000. Chị nào lấy chốt mình nên là muối bò. Muối bò 25.000. Rồi cái này là kem, là kem cốt ủ siêu trắng. Kem cốt ủ siêu trắng hũ này Thanh Seo cho mấy chị 40.000. 40.000 nha. Hũ kem cốt ủ siêu trắng nè. À, nó có collagen luôn nha. Nha, ở trong nó có collagen luôn. Hộp này Thanh Seo cho mấy chị 40.000 nha mấy chị. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là kem 40k. Kem 40k nha. Dầu gội hả? Dầu gội thì chị Thanh không có sale. Dầu gội không có sale nha. Dầu gội thì Thanh có dầu gội bưởi. Dầu gội bưởi một cặp 150. Chị nào đây xài sữa tắm Bạch Ngọc Liên đi. Sữa tắm Bạch Ngọc Liên 70.000 một chai nè. Thơm lắm, thơm mà trắng da mịn da. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh là tắm sữa tắm Bạch Ngọc Liên 70k. Chốt giùm Thanh là tắm 70k nha, tắm 70k. Cái chai Bạch Ngọc Liên này Thanh Seo cho mấy chị 70.000. Cái đó là hàng chính hãng luôn á mấy chị. Hàng chính hãng luôn á. Dầu bưởi. Dầu bưởi đây. Bưởi 150. Gọi bưởi 150. Cái đôi nào? 30. Ở đôi đó 25.000. 25.000.
À, Lê Ngọc kem 40k lên số điện thoại đi. Lê Ngọc chốt cùng Thanh là kem 40k kèm số điện thoại nha. Dầu dầu gội xả bưởi nè, một chai xả, một chai gội. Đó, một chai xả, một chai gội nha, một cặp gì là 150 nè. Dầu gội xả bưởi một cặp 150. Lê Ngọc lên số điện thoại giùm Thanh luôn Lê Ngọc ơi. Kem 40k lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Chốt cùng Thanh là kem 40k kèm số điện thoại ha. Kem 49. Cái gì 49 rồi 40 gì tùm lum hết trơn vậy. Lên giùm Thanh là kem 40k kèm số điện thoại nha. Đây là Tú Mi Mai gì nè. Cặp 150. Đó, cặp gội xả bưởi 150 một cặp. Lê Ngọc ơi, lên cú pháp lại giùm Thanh đi Lê Ngọc ơi. Rồi, cảm ơn Lê Ngọc luôn. Thanh phải ghi nữa nè. Rồi còn cái này thì Thanh sale 45.000. Cái này là kem thẩm mỹ viện 45k nha, 45k. Chị nào lấy trước em Thanh là kem 45k nha mấy chị. Đây hũ này Thanh sale 45.000. Đây cái này là hũ này là 45.000 nè. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là kem 45k kèm số điện thoại giùm Thanh luôn. Kem 45 kèm số điện thoại. Đây cái này Thanh còn 2. Cái này Thanh còn 2 chai nha. Một chai Thanh sale cho mấy chị 35.000. Cái này là chai mascara. Mascara Thanh sale 45.000 nha mấy chị. Mascara sale 45.000. Rồi Lê Ngọc mascara nè. Cho em coi. Cái này là 160 á chị. Qua vậy. Cảnh ơi, 289.000. Đồ cũng tóc có nha, 160. Nè xách cái này ra luôn. Là 289.000.
đồ cột tóc chị có nha, đồ cột tóc giống như chị đang xài vậy nè. Đây đồ cột tóc giống chị Thanh đang xài được không? Một cái 30.000. Gì vậy, đem nó đi đâu vậy? Là cái thằng sáng hả? Nè cái đồ cột tóc giống như chị Thanh nè được không? 30.000 một cái. Đó đồ cột tóc của chị Thanh là 30.000 nha. Đòi lên dép xíu nha mấy chị. Nhiêu? Lên dép xíu. Hello Hoa Thanh. Hello em. Đây mấy chị ơi. À, dép đây đẹp, rất là đẹp luôn. Đôi này size 39 nè. Size 39 đôi này Thanh sale cho mấy chị 35.000. 35.000 nha, chị nào lấy chốt Thanh luôn, sale cho nó hết đó mấy chị, sale cho nó hết dép lần tập trung bán quần áo mấy chị ơi. Cô quần đen ôm không không chị hả? Nguyễn Hoa. Quần đen ôm hả? Quần đen ôm chị có cái này nè. Quần đen ôm cái này 45.000 nè, cái này ôm nè cưng. 340 340 hả? 230. Nè quần ôm nè. Hả? À, quần này ôm lưng chữ nha. Quần ôm lưng chữ nè, quần 45.000. 45.000 một cái quần lưng chữ. Đó, à, quần này rất là đẹp luôn nha. 45.000. Sale cho mấy chị quần 45.000 nha. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là quần 45k nha. Quần 45k là Thanh biết đường không chốt cho mấy chị. Rồi cái đôi dép này là size 39 nha mấy chị, size 39 đôi quay hậu nè, Thanh sale có 35.000. Quần legging hả? Quần legging. Cái này nó cũng ôm dữ lắm luôn á. Đây cái này size 39 35.000 nha mấy chị. Chị nào lấy chốt tầm Thanh luôn 39. 39, đôi này size 39 45.000. Đây nè cảnh, cảnh. Nè. Nè. Rồi cái đôi này 45.000 mấy chị ơi. 45.000 size 35 đôi quay hậu nè. Đôi quay hậu size 35 45.000. Ê cảnh, mấy cái áo thun quá chảnh hả cảnh. Áo thun quá chảnh. À. Size 35 nha mấy chị, size 35. Đôi này Thanh sale cho mấy chị 45.000, hàng trăm mấy nè. À, chị nào lấy chốt cũng Thanh luôn. Rồi 35 45 Trang Thùy.
lấy hả? Con đi lấy hả? Ừ, lấy đại hai bao. Lên cái thấy liền. Rồi đôi này là size 36. Đôi này dễ thương lắm đó chị ơi. Size 36 45.000. Ủa cái đôi này nó đẹp nha mấy chị. Size 36 45.000 nha. Chị nào lấy chút Bình Thanh luôn. Đôi búp bê gót nè. 36 45k. Đôi này đẹp nha mấy chị. Chị nào lấy chút Bình Thanh luôn. 36 45.000. À, 36 45 Trang Thùy. Tối em có hai đôi. Có hai đôi. Sao không thấy gọi điện chốt đơn? Mới hai đôi chưa có đủ đơn cho nên là chị chưa có gọi điện chốt á cưng. Mua thêm đi. À là Trang Thùy hồi nãy gọi hả Cảnh? Nè con thảy qua đây nè. Thảy phải nhắm chứ. Ừ. Rồi đôi này 15.000 mấy chị. Ê đưa cái áo màu xanh giùm gì coi. Thanh Phương ơi. Thanh Phương ơi, cái áo đầm này được không Thanh Phương? À Thanh Phương, áo đầm này được không? Dễ thương quá nè Thanh Phương. Mới lựa được có một cái à. Thanh Phương chốt không? Đó. Thanh Lê dở lên cho Thanh Phương coi nè. À giờ chốt thì ok nha Thanh Phương. Mới lựa được cái. Ờ, à, đó Thanh Phương kén quá à. Thanh Lê phải kiếm vòng vòng mới được cái. Nó chơi nhỏ lựa được mớ rồi để gửi lên cho. Đôi này 15.000 nha, 15.000. 15.000 đôi này 15.000 nè, size 35 nha mấy chị. Size 35 15.000. Đầm bao nhiêu ký vậy chị? Đầm đó đầm đó hết rồi cưng. Đầm đó là khoảng 20 ký quá. 20 hay là 25 ký á. Nhưng mà hết rồi. Nè dễ cho con. Đây nhìn cái này nó khủng khiếp quá ha. Ôi chú trời. Đây quần K2 nè ba. Hả? Đây cái này là 35.000 cái quần K2 mấy chị. Quần đen này mặc rất là ok nha mấy chị. Đi làm hay là đi chơi hay đi lao động gì cũng mang được hết trơn á, rất là dễ mặc. Quần đen này Thanh sale cho mấy chị 35.000, mấy chị chốt giùm Thanh là mã K2 kèm số điện thoại nha mấy chị. K2 35k kèm số điện thoại. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, quần K2 35k. Cái quần này mấy chị mua ngoài chợ rẻ bèo gì cũng 50.000 một cái. Thanh bảo đảm mấy chị luôn. Mấy chị mua ngoài chợ nha, rẻ bèo gì cũng 50.000 một cái. Thanh sale cho mấy chị có 35.000 thôi. Mấy chị chốt giùm Thanh là K2 35k kèm số điện thoại. Rồi mấy chị cái đó là 70 kg đổ lại nha mấy chị. Cái quần K2 đó là 70 kg đổ lại á. Đây áo này Thanh sale 35.000 mấy chị. Áo thun cô tông Thanh sale cho mấy chị 35.000 một cái luôn. Form này là form 70 kg. Form rộng nha, form rộng từ 40 kg tới 70 kg gì cũng mang được hết trơn á. Đây Thanh sale cho mấy chị chai keo đây nè, 35.000. Rồi áo thun này mặc với mấy cái quần này là ok luôn á mấy chị. Có 35.000 một cái thôi. Chị có cái đầm nào? Chị có cái đầm nào 30 kg lựa cho em với hả? Đầm 30 kg hả? 30 kg chắc là... Ờ 30 kg. Hình như bố hỏng gì có mưa lựa găng mớ đầm phải không? Đầm 30 kg hả? Rồi để ngày mai chị lựa cho. Đây cái này là màu kem nha mấy chị. Màu kem cái áo này là size từ 40 kg tới 70 kg nha. Chị nào lấy chốt âm Thanh 35.000. Ít quá để đó mai có mua ok. Rồi chị nào lấy chốt âm Thanh là màu kem. Màu kem 35.000. Có áo form nhỏ không hả? Áo form nhỏ. Áo này là nhỏ bự nhỏ gì cũng mang được mà. Đây rồi Thanh có màu đỏ nè.
màu đỏ nha, rồi màu xanh nè, màu xanh ngọc, rồi màu xanh lá nè, màu xanh lá đó. Chị nào lấy màu nào thì chốt Thanh, đây màu vàng nữa, cây này đủ màu nè. Đây Thanh có màu vàng nữa nè. Hả? Thanh có màu vàng với màu hồng nữa nha mấy chị. Đây màu hồng nữa nè. Đó, chị nào lấy màu nào thì chốt Thanh luôn. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu kem, màu xanh lá, màu hồng, đủ màu luôn. Thanh bị nổi đèn nó đau quá mấy chị, nổi đèn nói chuyện đau thấy vào nổi luôn vậy. Bạn nó quay nữa. Mạng đứng nữa. Rồi cái đôi này là size 38 mấy chị. Size 38 Thanh sale cho mấy chị đôi này 35.000. Đây 35.000 nha. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, 35.000, đôi này size 38 nè. 38 35k. Đó, lấy thì chốt giùm Thanh là 38 35k nha mấy chị. 38 35k. Rồi đôi này là đôi size 35 nè. Size 35. Mạng nó đứng rồi mấy chị ơi. Mạng nó đứng cứng luôn. Đây size 35 nè. Size 35 đôi này hàng Quảng Châu 45.000 đôi búp bê. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là đôi búp bê size 35 45k. 35 45k nha mấy chị. Rồi đôi này cũng size 35 nữa. Đôi này cũng size 35 nữa mấy chị. Đôi này Thanh sale 35.000. Bộ 3D 35k là nào? Bộ 3D 35k là bộ nào Thúy Băng? Chị không biết bộ nào luôn. Chị ơi có bán túi. Túi gì? Túi sách cho bé gái không? Có nha. Cái mạng chán quá nó đứng luôn rồi mấy chị ơi. Hôm qua em hỏi kem mụn có không chị? À Mỹ Hạnh ơi có. Có. Có nha cưng. Rồi cái này à, cái này là đôi này Thanh sale 35.000 nè. 35.000 nha, 35.000. Đôi này là size 35. Chị nào lấy chốt Thanh luôn size 35 35.000. Chị mụn là một hộp 150 á, một hộp 150 á, Mỹ Hạnh ơi. Kem Yara á cưng. Đây Thanh còn một đôi size 35 nữa nè mấy chị. Đôi này Thanh bán cho mấy chị 20.000 thôi. Đôi này nó bị lỗi nè. Thanh bán đôi này 20.000 thôi mấy chị, size 35 nè. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh là size 35 20.000. 35 20.000 nha mấy chị.
sao cơ khái của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nó nổi lên vậy không mà Phúc? Ê ra cảnh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đó, sáng con hỏi nó nói sao? Lâu nó bị đơn vậy đó. Tại vì nó thường thích cái này sao? Tại nó tào lao quá hả? Nên chị nuôi. Mua chút đâu mà máy mà phải ta còn ghi nữa thôi bó tay rồi. Đây nè, nó đứng nó quay không mà nó vô không được nữa, vô không được luôn rồi thấy không? Đây rồi, cái này, cái đôi này là size 38, đôi này thanh sale 20 ngàn luôn mấy chị. Đó, bán rẻ cho mấy chị luôn nè. 20 ngàn, size 38. Cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Size 38. Chị yêu. Ôm cổ rộng nè. Áo nè, đó. Sắc nách đó. Không thích sắc nách hả? Thích có tay hả? Ôm. Đây, đây. Ôm sát luôn. Cái có bầu này được không? À, chị thích cổ rộng hả? Phương Xuân Huỳnh. Ủa, Phương Xuân Huỳnh nãy có hay phải không? Phương Xuân Huỳnh lên số điện thoại. Dạ được chị. À, Lê Ngọc nè, Lê Ngọc 38-20k nè. Phương Xuân Huỳnh ơi, chốt cho Lê Ngọc rồi, Lê Ngọc chốt trước rồi. Có guốc số 39 không? Guốc số 39 bây giờ Thanh lên từ từ nha, cái nào chốt cảnh con bỏ mấy cái bộ lên được không? Cái này đâu còn có một chiếc à trời. À, Phương Xuân Hình hôm qua có hai đôi rồi, con dồn con để lại hả? Con có để lại phải không? Ok, Phương Xuân Hình. Cảnh là ngày mai có ấy thì bỏ mấy cái bọc chữ này đi nghe không? Rồi, Phương Xuân Hình 20k có luôn nè. Ủa gì có 20 sao? Không gì có 20. Chị yêu đây, ship nhiêu ạ? Ship 35 ngàn cưng. Ship 35 ngàn nếu mà cọc cào thẻ cào rồi chuyển khoản trước á thì được miễn ship nha. Cào thẻ cào chuyển khoản hoặc là chuyển khoản là sẽ miễn ship. Size 38, đôi này bán rẻ luôn mấy chị, 20 ngàn luôn. 20 ngàn size 38, chị nào lấy chốt giùm Thanh là 38-20. Đây đôi này cũng size 38 luôn nha mấy chị, size 38 20 ngàn, đôi nè, đôi bệt nè. À, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. 38 20 ngàn. Rồi 38 20 Lê Ngọc luôn nè. Rồi 38 20 Ái Bùi nữa nè. Rồi đôi này là 35 ngàn mấy chị. Đôi này là size 39 nè. 38, 39 gì cũng mang được. 35 ngàn. Ủa đôi này thích cưng quá trời luôn. Đôi búp bê đinh nè mấy chị. 35 ngàn nha, 35 ngàn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. 39, 35k. Đôi này Thanh sale có 35 ngàn thôi. Size 39 nha mấy chị. 39, 35 ngàn. Mấy đôi này bữa trước bán 45 ngàn, 45, 60, 70. Bữa nay bán có 35 ngàn, bán cho hết luôn. Bán đồ cho chị ngoại hay không? Cho cô lựa đi. Cái này vừa không?
con coi cái nó. Rồi cái này là size 39 luôn nè. Size 39 nha, đôi này size 39, đôi quay hậu nha mấy chị. Đôi này là size 39, đôi này Thanh cũng sale cho mấy chị 35.000 luôn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là 39, 39 35.000. Nè đôi quay hậu nè. 39 35. Đó chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Mắt kiến nè mấy chị. Trời, cái mắt kiến này ngủ hả? Kiến mấy chị. Kiến tặng nha. Rồi đôi này Thanh sale luôn. Đôi này size 36 45.000. Sale cho mấy chị 35.000 luôn. Size 36 35.000. Chị nào lấy chốt âm Thanh, mạng nó đứng luôn rồi mấy chị ơi. Không có thấy cái gì luôn á. Rồi đôi này là size 36 nè. Sale cho mấy chị luôn 35.000. Rồi Quyên Nguyễn lên số điện thoại giùm Thanh ha. Lên 36 35k kèm số điện thoại nha. 36 35 kèm số điện thoại giùm Thanh luôn. Quyên Nguyễn lên 36 35 kèm số điện thoại. Rồi ok Quyên Nguyễn. Màu khác được không chị? Đã kiếm màu trắng mà đưa màu khác xuống được. Có serum không? Serum Thanh có. Hồi hôm em có đơn. À vậy hả? Serum Thanh có loại. Serum Thanh có loại 300 mấy à. Đây serum Thanh có loại mắc tiền thôi. Loại 350 nè. Có serum Thanh có loại 350. Đôi này size 35. Đôi này size 35 Thanh sale luôn 35.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Size 35 35.000. Size 35 35.000 nha. Cái đôi size 35 Thanh còn 2 đôi nha mấy chị. Còn 2 đôi. Rồi đôi này là size 36. Đôi này bán 20.000 luôn. Chị nào lấy chốt hình Thanh luôn đôi búp bê size 36. 20.000. Ủa chú đi nãy giờ chưa về phải không ta? Về rồi đi rồi. Ba lăm, ba lăm, ba lăm. Đâu rồi? Ok em. Cảnh loàn vàng. Trời ơi tới càng cảnh. Hình mà nó quay giống như là quay phim, quay lô tô vậy đó. Rồi đôi này Thanh sale luôn mấy chị. Đôi này sale cho mấy chị 30. Đôi hai quay nè, size 30 size 36 nha mấy chị. Size 36 sale cho mấy chị luôn đôi này 30.000. Đôi này mang dễ thương lắm à. Hôm qua em mua 45k. Hôm nay chị Thanh xả còn ít xả cho nó hết luôn á. Đó, đôi này Thanh sale nè 30.000.
Đó, chị nào lấy chú Âm Thanh 36-30k nha. Nốt chú Âm Thanh là 36-30k. Còn ít à, bữa nay còn dép ít rồi, Thanh xả cho nó hết luôn. Rồi đôi này đôi xuồng nè. Đôi xuồng này Thanh sale 35.000 luôn. Size 38. Size 38 35.000 mấy chị. Đó, chị nào lấy chốt Âm Thanh luôn, size 38 35.000 xuồng. Ở mấy đôi này. Mấy đôi này làm gì có giá 35.000 mấy chị. Sale 35.000 luôn. 36 35 ok Nguyễn Tâm. Ơi mấy cái gì mai cái gì không có không đọc được cái gì cảnh đăng hình còn không có cái còn cái hết cưng có cái còn cái có cái hết nha chị đăng lên là nhanh lắm sĩ chị nó ôm hết à đôi này 30 đôi này sale luôn 25.000 mấy chị 25.000 size 39 chị nào lấy chốt Âm Thanh là 39-25.000. Đó, đẹp quá trời nè mấy chị. Đôi dép lê nè 29 size 39 39-25.000. Ừ chị biết rồi, chị biết rồi. Ok, cục vàng Nguyễn, Thiên Nguyễn. Rồi, đôi này là size 35. Này, chấm mốt. Chấm mốt. Còn có 1 cái rồi phải không? Hai cái à, còn hai cái lấy luôn đi. Còn hai cái màu này, còn cái màu đen nữa. Cái đó dễ mặc không chết, chị khoác ở ngoài. Áo khoác luôn ấy. Áo khoác hả? Áo khoác đi. Hả? Mấy cái đó khoác đẹp quá chị. Mặc áo dây đó khoác cái đó ngoài đẹp lắm. Tôi muốn cái áo như thế này là không. Cái dày quá mà tao mặc không. Cái này nó có hay lớn nào đặt chị cái lớn không? Chị thích cái kiểu như thế này á. Ờ, cái đó không có lớn. Mấy cái này được không? Nè. Không. Xin. Có cái nón mặc thì chắc rồi. Rồi cái này Thanh sale luôn, đôi này sale 35.000. 35.000 nha. Chứ không tự lấy. Làm sao? Không hiểu, chị không hiểu luôn. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị là 35.000 size 35. Ờ đẹp đôi này đẹp quá trời mấy chị chân ngay 35 lấy đôi này. Này. À. Ủa hai cái khác nhau mà. Vậy. Ủa vậy hả? Đó 35.000. Lên xuồng đi chị hả? Xuồng này chỉ có đôi xuồng quay hậu được không? Xuồng quay hậu đôi này size 39 nè, sale có 35.000 nè. Nè đôi xuồng quay hậu nè. Được không? Đôi này được không? Có áo bé không hả? Áo bé có 13 ký có. Thì chị đó sợ nóng nóng mà. Cái này có cái giá nào cao không? Cao. Cao thì có qua mấy cái này. Da này thì không có. Nó có mấy cái đó. Cao gì được không? À. Bụi bặm. Thì bởi vậy em mới sale đó. Chị mang đi đá mà. Mang đi đá mà. Đi làm. Hên xui. Không ở này nó cũng chắc à. Chị thấy không? Nhìn nó chắc lắm luôn á. Chắc. Mấy chục ngàn. Này chị thấy giá chưa?
với trung tâm thương mại nó sang á, nó nghỉ bán nó sang lại, em đi sửa vuốt với em sang lại rẻ. Bán cái này 80.000 thôi. Hả? 80. Em lấy 70 em bán chị 80 lời có 10.000. Em nhớ, hàng này 250 một đôi nè, chị thấy không? Nó rẻ nè. Mẹ đi mà nó tự nhiên nó ngang ngang ngửa ngửa, nó xúc một cái nó chết bỏ mẹ chứ. Mẹ chứ có bao giờ đi xe dây dỏm đâu. Xúc đâu mà xúc. Giày đó cũng đâu phải giày dỏm đâu. Chị thấy không? Nó bán 250 làm gì có giày có dỏm. Dưới trung tâm thương mại nó ế quá chị biết không? Nó ế quá là nó không có đủ tiền trả mặt bằng rồi nó ế nó nghỉ bán rồi nó sang lại cho em á. Đôi nào lấy cho đôi nữa không? Quá êm luôn ha. Rồi nó quá êm. Đi nó xúc còn có đôi khác chứ để tự nhiên. Thương bà chị tôi có gì. 38 à. Nãy em lại có. Đôi đó êm lắm luôn á, đôi đó hàng Quảng Châu luôn á. Cái này hết 38 rồi, trời mấy bữa trước em bán hết trơn nhiều lắm. Ê nó có màu này, nó có màu này nè. Màu bò này cũng được nè chị. Không màu đen đâu, không màu đen đâu. Chị mà về chị chà một cái là sạch bóng luôn á. Không, không chịu chị bó máy. Không có màu đen. Không màu đen luôn. Trời ơi, chị chà sạch bóng lại là nó mới chát luôn á. Cứ chuyện chà hay không chà tao không quan trọng. Tao không có màu đen. Hết màu đen này, cái này hàng sale mà dễ gì còn chị. Hên sao còn hết đó. Kiếm kỹ coi người ngồi với sale còn đôi nào cái. Hết rồi, hết màu đen rồi. Cái đó là nhớ có hai đôi à. Nè. Sao hơn đâu còn hai đứa đó. Hết ăn cái đồ. Đây kia là đôi gì? Đôi này quá đẹp. Hết rồi. Em bán mấy bữa trước hết trơn. Chị Diễm chị đi cái màu này. Nó chọi lắm. Bữa em lấy cái gì? Bữa em lấy có cái gì hai đôi còn không? Còn cưng, còn chứ. Bữa hổm em về con nó đầy nhà chị bán hết trơn rồi đó. Cái đó nít, cái đó cũng nít. Đôi nó 40, size 40. Cái đế xúc à. Mai mở hàng. Trời ơi mai mở hàng chứ, hồi sáng không chịu mở hàng cho gì nhỏ gì trơn á. Mai mở hàng nghe. Cái đồ gì đó vậy? Đồ bộ đang sale luôn á. Bộ đó mặc nhà được chị. Mặc ở nhà rồi mát. Sạch nữa. Đây đôi này size 38 nè. Đôi này cũng được nè chị. Không mà cái đôi này. Đây đôi này tham sale 35.000 mấy chị. 35.000 nha, size 38 nè, chị nào lấy chút Bình Thanh luôn, size 38. Thôi mấy chị ơi, em xuống lại nha. Cảnh, máng cái áo lên nữa Cảnh, gớt áo kìa. Mấy nhỏ ngân hàng á. Cái đồi đó lấy luôn đi, không lấy uổng lắm luôn á. Không vừa. À, không vừa hả? Rồi cái này là size, này là size 35. Cho em coi đồ bộ. Đồ bộ hồi nãy á, đồ bộ hồi nãy chị like đó. Đồ bộ hồi nãy chị like á cưng. Có sale áo kiểu không? Giờ cái miệng chị nổi đẹn bị đau quá. Cái miệng chị nổi đẹn đau quá. Giờ chị like nói nó đau quá cưng ơi. Đây đôi này size 35. Size 35 nè, đôi này thanh sale cho mấy chị luôn, 35.000. Đôi dép nữa. Áo lấy con cái áo hả? Lấy con cái. Hồi
Con chịu lấy hai cái luôn. Năm chục tuổi ra mặc cái bầu thì hơi gớm nha. Trời ơi, chỉ 50 tuổi mà chị trẻ. Mình nhìn chưa hết đây nha, mày đâu có nhìn thấy đôi giày đôi dép đâu. Cái ốc có đôi nào số lớn thì ngã máy cho ba nha. Ok. Nha. Ok, để em lấy. Cô không có mấy đôi xịn lắm luôn. Mà cái gì? Chị làm ở bên bệnh viện quân đội hả? À. Chị biết bà Út không? Út nè. Út mà ốm nhom chết nhỏ nhỏ con á, điều điệu á. Bà cũng làm bác sĩ á, nhà bà đâu đây nè. Ốm nhom mà cái tướng nhỏ xíu con nè. Rồi ok Trang thì cái bà Út đó bà cũng điệu dữ lắm à. Mô đen dữ lắm. Bố hổm bá lại bao hốt hết trơn luôn. Bộ nào vậy con? Shop đẹp mà không lại sớm sớm giờ mới lại. 230260. Là cái bộ nào vậy? Bộ ngắn ngắn rồi á. Trời trời chị, bộ đó chị mặc đúng đẹp luôn. 230260 hả? Dạ. Bộ đó tính chị 220 thôi. Hay 220. Đồ đồ đó là chị bỏ vô máy giặt, chị không cần phải ủi luôn. Chị giặt xong chị phơi lên là có bộ nào là, nào lớn. Dạ thôi bữa nay Thanh xuống like nha mấy chị, mai like tiếp. Không vũ quá đi, không vũ quá được.